Theo hãng tin Bloomberg, thì tỷ phú Bill Gates đã vừa vượt qua ông chủ Amazon Jeff Bezos để lấy lại vị trí giàu nhất trên thế giới. Đây là lần đầu tiên sau hơn 2 năm, ông Bill Gates mới trở lại vị trí này. Bảng danh sách thống kê tài sản tỷ phú mới nhất của Bloomberg cho thấy là nhà sáng lập Microsoft có khối tài sản trị giá là 110 tỷ đô la Mỹ. Tỷ phú Jeff Bezos đã bám sát phía sau với tài sản là 109 tỷ đô la Mỹ. Giới phân tích cho rằng nguyên nhân khiến cho tài sản của ông Bill Gates đã tăng mạnh trong thời gian qua là nhờ ký kết thành công các hợp đồng cung cấp dịch vụ điện toán mã mây trị giá là 10 tỷ đô la Mỹ với chính phủ Mỹ. Tỷ phú Bill Gates là một trong những người dành nhiều tài sản nhất cho hoạt động từ thiện. Ông đã quyên góp 35 tỷ đô la Mỹ trong khoảng 2 thập kỷ qua.